Thưa quý vị, thông tin từ nhiều người nuôi phía Nam, giá trứng gà công nghiệp bán ra tại chuồng hiện ở mức là 1.800-2.000 đồng một quả tùy loại, giảm trên dưới 300 đồng so với khoảng 3 tháng trước đó và giảm 700-800 đồng so với mức cao kỷ lục trong năm ngoái. Theo nhiều người nuôi, giá trứng gà quay đầu giảm liên tục trong thời gian qua, chủ yếu do nguồn cung tăng nhiều sinh với thời điểm giữa năm 2022, lúc giá trứng ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, nhu cầu có phần giảm lại đặc biệt là từ sau Tết đến nay. Tương tự, theo nhiều hộ nông dân tại miền Nam, giá trứng vịt bán ra tại chuồng đang ở mức phổ biến 2.350 đồng một quả, giảm 700 đồng so với mức cao của năm 2022. Tuy giảm giá, nhưng so với mức phổ biến của 2-3 năm trước, hiện giá trứng gà trứng vịt vẫn đang cao hơn từ 300-400 tới đồng một quả. Tuy nhiên, với giá thành chăn nuôi đang tăng cao do tác động từ giá thức ăn chăn nuôi, phần lớn người nuôi gà đẻ trứng hiện chỉ có được mức lãi khiêm tốn thậm chí quê vốn hoặc thua lỗ nếu gà đẻ không đạt năng suất hoặc gặp rủi ro về dịch bệnh